Xin chào các em học sinh. Hôm nay thầy sẽ dạy cho các em cái bài đó là các hằng đẳng thức đáng nhớ. Vậy thì đằng hằng đẳng thức thứ nhất như chúng ta đã biết đó là bình phương của một tổng là A cộng B tất cả bình là bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Hằng đẳng thức A cộng B tất cả mũ 3 thì bằng là A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng 3AB A cộng B. Hằng đẳng thức A trừ B tất cả bình thì bằng A bình trừ 2AB cộng B bình. Hằng đẳng thức thứ tư là A mũ 3 trừ B mũ 3 thì bằng A mũ 3 trừ B mũ 3 trừ 3AB A trừ B. Hằng thức thứ năm A bình trừ B bình bằng A trừ B nhân A cộng B. Hằng thức thứ sáu A mũ 3 trừ B mũ 3 bằng A trừ B nhân A bình cộng AB cộng B bình. Hằng thức thứ bảy A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng A cộng B nhân A bình trừ AB cộng B bình. Vậy thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em nhớ bốn hằng đẳng thức, đó là hằng đẳng thức thứ 1, 2, 3, 4. Trước tiên. Vậy thì để nhớ được bốn hằng đẳng thức này thì các em cần nhớ đó là thứ nhất là tam giác Pascal. Tam giác Pascal là sao? Đây là thầy nói rõ tam giác Pascal là gì. Tam giác Pascal là một tam giác cân. Các cạnh của nó là bằng đều bằng 1. Đây là 1 thì đây là 1 và 2 1. Đây là 1 thì 1 cộng 2 là 3, 2 cộng 1 là 3 1. Tương tự đối với mũ 4 á, là đây là 1, 1 cộng 3 là 4, 3 cộng 3 là 6, 3 cộng 1 là 4 và 1. Tam giác Pascal này dùng để nhớ các hệ số của hằng đẳng thức. Ví dụ, đối với A cộng B tất cả bình, A cộng B tất cả bình thì hệ số của nó là 1, 2, 1. Đây là 1, 2, 1. A cộng B tất cả mũ 3 là 1, 3, 3, 1. Đó, 1, 3, 3, 1. Tương tự, đối với A trừ B tất cả bình và A trừ B tất cả mũ 3 thì cũng vậy. Thứ nhất là phần hệ số chúng ta cần nhớ đó là phần tam giác Pascal. Đối với phần chữ thì đối với A cộng B tất cả bình ấy, thì số mũ của A này ta thấy giảm này, A mũ 2, A mũ 1. Ở đây là A mũ 0. Thực ra là B bình nhân 1. Ở đây là A mũ 0. Số mũ của B bắt đầu tăng. Đây là B mũ 0, B mũ 1, B mũ 2. Tương tự đối với A cộng B tất cả mũ 3 cũng vậy. Đây là mũ 3 thì đây là A mũ 3, A mũ 2, A mũ 1, A mũ 0. B mũ 0, B mũ 1, B mũ 2, B mũ 3. Vậy thì phần chữ thì số mũ của A giảm, B có tăng. Phần hệ số thì phải nhớ cái tam giác Pascal. Đối với phép trừ thì ta nhớ cái quy tắc đánh dấu. A trừ B tất cả bình thì đây là dương, âm, dương. A trừ B tất cả mũ 3 thì là dương, âm, dương, âm. Đối với A cộng B tất cả mũ 3, ta có thể viết là A mũ 3 cộng 3 A bình B cộng 3AB bình cộng B mũ 3, hoặc có thể viết là A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng 3AB A cộng B. Ở đây ta đặt nhân tử chung đó là 3AB. Tương tự đối với A trừ B tất cả mũ 3. Và phép trừ là quy tắc đánh dấu là như sau. Đối với mũ 3, mũ 2 là dương, âm, dương. Đối với mũ 3 là dương, dương, âm, dương. Vậy thì vừa rồi thầy đã hướng dẫn cách nhớ của bốn hằng đẳng thức. Tương tự đối với A cộng B tất cả mũ 4 thì nếu áp dụng tam giác Pascal thì đây là A mũ 4 cộng phần hệ số của nó là 4 A mũ 4 rồi đến A mũ 3 B bắt đầu tăng B
rồi cộng 6 A bình B bình cộng 4 A B mũ 3 và cộng B mũ 4 cộng B mũ mũ 4. Vậy thì vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em nhớ toàn bộ 4 hằng đẳng thức đầu tiên. Hằng đẳng thức 3 hằng thức còn lại thì cũng tương tự. Đây là A bình trừ B bình thì đây là A trừ B nhân A cộng B. A mũ 3 trừ B mũ 3 thì là A trừ B nhân A bình cộng AB cộng B bình là bình phương thiếu của cái tổng A cộng B. Ở đây ta thấy là thiếu số 2 thì gọi là bình phương thiếu của tổng. Tương tự A mũ 3 cộng B mũ 3 thì bằng là A cộng B nhân A bình trừ AB cộng B bình, được gọi là bình phương thiếu của hiệu A trừ B, để khuyết số 2. Đối với cái cách nhớ của cái dạng này thì đây A bình trừ B bình thì chắc chắn đây là A trừ B rồi nhân A cộng B. A mũ 3 trừ B mũ 3 thì đây là A trừ B nhân A bình, tất cả hệ số của nó bằng 1, A bình cộng AB cộng B bình. Số mũ A ăn giảm này, 1, 2, 2, 1, 0, của B tăng là 0, 1, 2. Tương tự đối với A mũ 3 cộng B mũ 3 cũng thế. Vậy thì vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em nhớ toàn bộ 7 hằng đẳng thức theo cái cách của thầy. Nếu mà các em học theo cách của thầy thì các em sẽ nhớ được rất là nhanh cái 7 hằng đẳng thức này. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào để giải một số bài bài tập như sau. Bài tập vận dụng của 7 hằng đẳng thức này. Bài tập 1 đó là tính 2 cộng xy tất cả bình. 2 cộng xy tất cả bình thì ở đây ta xác định được là A là 2, B là xy thì nó bằng là 2 bình cộng 2 nhân 2 nhân xy cộng xy tất cả bình và kết quả là bằng 4 cộng 4xy cộng x bình y bình. Câu B. 5 trừ 3x tất cả bình. Ở đây A ta xác định là 5, B là 3x. Vậy thì ta áp dụng hằng thức số 3 này thì sẽ bằng là 5 bình trừ 2 nhân 5 nhân 3x cộng 3x tất cả bình thì nó sẽ bằng là 25 trừ 30x cộng 9x bình. Tương tự đối với hằng thức câu C là 5 trừ x bình nhân 5 cộng x bình thì bằng là đây đã áp dụng hằng thức là a trừ b nhân a cộng b thì bằng a bình trừ b bình thì bằng 25 trừ x mũ mũ 4. Câu C đã xong và câu D là 5x trừ 1 tất cả mũ 3. A ở đây là 5x, B bằng 1 là bằng A mũ 3 là 5x tất cả mũ 3 trừ 3 A bình B là 3 5x tất cả bình nhân 1 cộng 3 AB bình là bằng 3 nhân 5x nhân 1 bình rồi trừ B mũ 3 là trừ 1 mũ 3 và kết quả là bằng 125x mũ 3 trừ 75x bình cộng 15x trừ 1. Câu E là 2x trừ y nhân 4x bình cộng 2xy cộng y bình thì ta áp dụng cái hằng thức là a mũ 3. Đây là ta có a trừ b nhân a bình cộng ab cộng y bình thì nó bằng a mũ 3 trừ b mũ 3 là bằng 2x tất cả mũ 3 trừ y mũ 3 là bằng 8x mũ 3 trừ y mũ 3. Câu tiếp theo là câu G. X cộng 3 nhân x bình trừ 3x cộng 9 thì vận dụng cái hằng thức là a mũ 3 cộng b mũ 3 thì cái này sẽ bằng là a mũ 3 cộng b mũ 3 là bằng x mũ 3 cộng 3 mũ 3 là bằng x mũ 3 cộng 20 17. Vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em làm các bài tập để áp dụng 7 hằng thức ở dạng đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái dạng nâng cao hơn, đó là câu 2.
Câu 2 ở đây là tính A cộng B cộng C tất cả bình. Thì kết quả nó bằng là A bình cộng B bình cộng C bình cộng 2AB cộng 2BC cộng 2AC. Vậy thì thầy sẽ chứng minh vì sao nó bằng như thế này. Ở đây chúng ta coi là A cộng B là số A. Rồi cộng C tất cả bình. Thì nó sẽ bằng là A bình. A bình có nghĩa là A cộng B tất cả bình. Rồi cộng 2AB là 2 A cộng B nhân C cộng B bình là C bình. Và tương tự thì chúng ta nhân vào thì đây sẽ bằng là A bình cộng 2AB cộng B bình cộng 2AC cộng 2BC cộng C bình. Và kết quả nó là bằng là A bình cộng B bình cộng C bình cộng 2AB cộng 2BC cộng 2AC. Vậy thì cách nhớ ở đây cũng là một hằng đẳng thức. Cách nhớ của cái hằng đẳng thức này là ta thấy là A cộng B cộng C tất cả bình thì bằng là A bình này cộng B bình này cộng C bình này cộng 2 lần A nhân B rồi B nhân C rồi A nhân nhân C. Tương tự chúng ta có thể làm được cái câu tiếp theo. Đó là câu B là A cộng B trừ C tất cả bình. Thì tương tự như vậy, đây là A bình cộng B bình cộng C bình. Ở đây thấy là dấu của A là dương, dấu của B là dương, dấu của C là âm. Thì cộng 2 A nhân B là dương nhân dương là âm, là dương. Rồi B nhân trừ C là trừ 2BC. A nhân trừ C là trừ 2AAC. Vậy thì tương tự đối với cách nhớ của hằng thức ở câu C cũng thế. A trừ B trừ C tất cả bình thì tương tự nó cũng bằng là A bình cộng B bình cộng C bình trừ dương nhân âm là trừ 2AB này. Âm nhân âm là cộng 2BC này. Dương nhân âm là trừ 2AAC. Vậy thì vừa rồi là bài tập thứ hai và cũng là cái hằng đẳng thức mà thầy muốn giới thiệu đến với các em. Để chúng ta và cái cách nhớ của nó sau này chúng ta sẽ vận dụng vào để làm một số bài tập. Chúng ta qua tiếp cái dạng tiếp theo. Câu 3 thì chứng minh rằng A cộng B cộng C tất cả bình. A cộng B cộng C bằng 0 thì A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 bằng 3AB BC. Cái này giải như sau. Thì đề bài cho là đề bài đã cho chúng ta biết là A cộng B cộng C bằng 0 thì đã suy ra được là A cộng B bằng âm C. Chúng ta chuyển vế và đổi dấu. Ta tiến hành là mũ 3 cả hai vế. Mũ 3 cả hai vế là đây sẽ là A mũ 3, A cộng B tất cả mũ 3 rồi âm C tất cả mũ 3 là bằng âm C mũ 3. Từ đây sẽ suy ra được là vận dụng các hằng thức vừa nãy ta đã học. A mũ 3 cộng B mũ 3. A cộng B tất cả mũ 3 thì nó sẽ bằng là A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng 3AB nhân A cộng B và bằng âm C mũ 3. Từ đây ta có là chuyển âm C mũ 3 qua là thành sẽ là A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 trừ 3ABC. Ở đây A cộng B chúng ta thay là âm âm C, A cộng B là âm âm C. Và chúng ta chuyển 3 âm 3ABC qua bên vế phải thì được là A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 bằng 3AB BC. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã chứng minh xong bài về 3. Bài thứ tư. Người ta cho là x cộng y cộng z bằng 0. Rồi xy cộng yz cộng zx bằng 0. Chứng minh rằng x bằng y bằng z. Đối với cái đề bài này thì chúng ta vận dụng cái hằng đẳng thức là vừa nãy thầy đã cho là A cộng B cộng C tất cả bình thì bằng là 2AB cộng 2AC cộng 2BC và làm bài này.
thì ta có như sau. Ta có là x cộng y cộng z tất cả bình thì bằng là x bình cộng y bình cộng z bình cộng 2 xy cộng 2yz cộng 2zx, và thầy đặt nhân từ chung là 2 thì ở đây sẽ là 2 xy cộng yz cộng z zx. Bây giờ chúng ta thay vào x cộng y cộng z bằng 0 và xy cộng yz cộng zx bằng 0 vào thì chúng ta được như sau. Cái này là sẽ là 0 bình bằng x bình cộng y bình cộng z bình cộng 2 nhân 0, vì x cộng y cũng z bằng 0 và x nhân y nhân z cộng z nhân x bằng 0. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được là x bình cộng y bình cộng z bình bằng 0, và suy ra được là x bằng y bằng z và cùng bằng 0. Vậy thì ở đây chúng ta lưu ý là nếu mà a bình cộng b bình bằng 0 thì suy ra là a bằng b và bằng cùng bằng 0. Lưu ý cho thầy vấn đề này. Chúng ta đi qua tiếp cái dạng tiếp theo. Đó là bài 5. Bài 5 là cho x cộng y bằng a cộng b thì ký hiệu là 1. X bình cộng y bình bằng a bình cộng b bình, ký hiệu là 2. Chứng minh rằng x mũ 3 cộng y mũ 3 bằng a mũ b, a mũ 3 cộng b mũ 3. Giải bài này như sau. Vậy thì ta có là x cộng y tất cả bình thì vận dụng hàm đẳng thức bình phương một tổng thì sẽ bằng là x bình cộng y bình cộng 2xy. Từ đây chúng ta thay 1 và 2 vào cái biểu thức này. Có nghĩa là x cộng y là thay là a cộng b tất cả bình. X bình cộng y bình là a bình cộng y b bình cộng 2xy. Rồi ta khai triển cái hàm đẳng thức là a cộng b tất cả bình thì bằng là a bình cộng b bình cộng 2ab, và bằng phía bên phải là a bình cộng b bình cộng 2x xy. Từ đây chúng ta rút gọn a bình với a bình, b bình với b bình, rồi 2 với 2 thì ta suy ra được là xy bằng a ab. Xy bằng a ab. Thầy ký hiệu là sao? Thì ta lại có tiếp. Ta vận dụng hàm đẳng thức là lập phương của một tổng thì là x cộng y tất cả mũ 3 thì bằng x mũ 3 cộng y mũ 3 cộng 3xy nhân x cộng cộng y. Từ đây chúng ta suy ra được x cộng y là ta thay là a cộng b, thì đây là a cộng b tất cả mũ 3 sẽ bằng x mũ 3 cộng y mũ 3 cộng 3 nhân xy bây giờ là bằng a, ab ta thay sao vào đây? Thay sao vào đây? Thì là xy sẽ thay là a, ab, rồi x cộng y là a cộng cộng b. Tiếp tục, ta khai triển cái hàm đẳng thức là a cộng b tất cả mũ 3 thì bằng là a mũ 3 cộng b mũ 3 cộng 3ab a cộng b, rồi bằng là x mũ 3 cộng y mũ 3 cộng 3ab a cộng b. Từ đây chúng ta rút gọn hai vế với 3ab a cộng b, rút gọn hai cái này thì được là x mũ 3 cộng y mũ 3 sẽ bằng a mũ 3 cộng b mũ mũ 3. Thì ta chứng minh xong cái bài tập này, là bài tập số số 5. Tiếp theo thì thầy sẽ cho các em làm cái bài tập tiếp theo, cái dạng tiếp theo. Bài tập số 6. Chúng ta tính a mũ 3, xin lỗi, tính a bằng âm 1 bình cộng 2 bình trừ 3 bình cộng 4 bình trừ 5 bình, vân vân. Cho đến là trừ 99 bình cộng 100 bình. Vậy thì thầy sẽ nhóm 2 bình trừ 1 bình, rồi 4 bình trừ 3 bình, rồi 100 bình trừ 99 bình. Từ đây chúng ta vận dụng cái hàm đẳng thức thứ ba là a bình trừ b bình thì sẽ bằng là a trừ b nhân a cộng b.
thì 2 bình trừ 1 bình là bằng 2 trừ 1 nhân 1 cộng 2. 2 cộng 1 nhưng mà thầy viết là 1 cộng 2. Rồi 4 bình trừ 3 bình là 4 trừ 3 nhân 3 cộng 4. Tương tự 100 bình trừ 99 bình là bằng 100 trừ 9 99 nhân 99 cộng 1 100. Thì từ đây ta thấy là 2 trừ 1 bằng 1 này, 4 trừ 3 bằng 1, rồi 100 trừ 99 bằng 1. Thì cái này sẽ còn là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng vân vân cộng 99 cộng 1 100. Vậy thì đây là bài toán ở lớp 6. Tính cái tổng này ở lớp 6 ta đã học bài toán của Gauss. Và kết quả là bằng 100 nhân 101 chia 2 là bằng 5.050. Chúng ta qua bài tập thứ 7 là rút gọn biểu thức. Rút gọn biểu thức A bằng 15 A cộng 2B tất cả bình trừ 3 nhân A cộng 2B nhân A cộng 2B cộng 19 cộng 6 nhân 2A cộng 4B trừ 1 nhân cho 1 trừ A trừ 2B. Vậy thì bài tập này nếu mà chúng ta nhân vào, khai triển hằng thức và nhân đa thức với đa thức thì rất là khó khăn. Do đó, để làm được dạng bài tập này thì chúng ta đặt A cộng 2B. Ở đây ta thấy A cộng 2B này. A cộng 2B, A cộng 2B. Cái này đặt 2 nhân từ chung là A cộng 2B. Cái này đưa dấu trừ ra ngoài là A cộng 2B. Vậy thì ta đặt A cộng 2B bằng bằng x. Ta đặt A cộng 2B bằng x. Thì cái biểu thức A sẽ suy ra là, từ đây suy ra được là A bằng 15x bình trừ 3x nhân x cộng 19 cộng 6 nhân 2x nhân 1 trừ trừ x. Từ đây chúng ta mới nhân vào và rút gọn. Thì đây là 15x bình trừ 3x nhân x là trừ 3x bình trừ 3x nhân 19 là trừ 57x. 6 nhân 2x nhân 1 là bằng 12x. 6 nhân 2x nhân âm x bằng trừ 12x bình. Từ đây chúng ta rút gọn 15x bình trừ 3x bình trừ 12x bình bằng 0 trừ 57x cộng 12x là bằng trừ 45x. Sau khi được như này thì chúng ta thay vào x ở đây bằng a cộng 2 2b thì ta được kết quả là âm 45 nhân cho a cộng 2 2b. Vậy thì qua bài tập này chúng ta thấy là đôi khi chúng ta phải đặt nếu chúng ta mới rút gọn được biểu thức. Nếu mà không đặt thì việc rút gọn rất là khó khăn và rất là dài. Chúng ta qua dạng bài tập cuối cùng, đó là bài tập 8. Cho M bằng 24 nhân 5 bình cộng 1 nhân 5 mũ 4 cộng 1 nhân 5 mũ 8 cộng 1 nhân 5 mũ 16 cộng 1 và N bằng 5 mũ 32. So sánh M và N. Ở đây nếu chúng ta nhân vào rất là khó đúng không ạ? Thì thấy là 24 có thể tách là 4 nhân 6 như sau. Ở đây 24 chúng ta tách thành 4 nhân nhân 6 và nhân cái biểu thức này. Rồi 4 với 6 thì 4 ta viết lại là 5 trừ 1, 6 là 5 cộng cộng 1. 5 trừ 1 nhân cho 5 cộng 1. Từ đây 5 trừ 1 nhân 5 cộng 1 là hằng đẳng thức là a trừ b nhân a cộng b thì bằng 5 bình trừ 1 bình là bằng 5 bình trừ trừ 1. 5 bình trừ 1 ta nhân với 5 bình cộng 1 là bằng 5 mũ 4 cộng 5 mũ 4 trừ trừ 1. Nhân cho biểu thức này, tiếp tục 5 mũ 4 trừ 1 nhân 5 mũ 4 cộng 1 là 5 mũ 8 trừ trừ 1. Nhân 5 mũ 8 cộng 1 thì bằng là 5 mũ 16 trừ trừ 1. Nhân cho 5 mũ 16 cộng cộng 1 thì bằng 5 mũ 32 trừ trừ 1. Tới đây thì ta thấy là biểu thức M là bằng 5 mũ 32 trừ 1. Biểu thức N bằng 5 mũ 32 thì tất nhiên là M sẽ lớn hơn N. N. Từ đây ta kết luận là vậy là tất nhiên là M sẽ nhỏ hơn N. N. Từ từ đây ta kết luận là M nhỏ hơn N. N. Vì M là bằng 5 mũ 32 trừ 1 và N là bằng 5 mũ 3 32. Vậy thì vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em cách nhớ của 7 hằng đẳng thức.
và 8 cái bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao. Vậy thì để nhận thêm nhiều cái bài toán nữa, nhiều chuyên đề nữa, thì các em nhớ like cho thầy và subscribe cũng như đăng ký kênh. Để mỗi tuần thì thầy sẽ ra một chuyên chuyên đề của lớp 8 và chuyên đề lớp lớp 9. Cuối cùng xin cảm ơn toàn thể các em học sinh đã lắng nghe và cho thầy. Các em có thể comment cái kết quả, comment cái đóng góp ý kiến ở dưới. Xin chân thành cảm